Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, con chuột là con vật tiên phong dẫn đầu. Bởi vậy mà những người này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Trong tháng 8 này khẳng định sẽ chính là thời điểm cực kỳ thành công của bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 chính là người rất giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất kỳ một điều gì. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ, chịu khó thì nhất định tháng này không những tiền để túi mà công danh sự nghiệp cũng vất lên vững vàng như diều gặp gió vậy. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết có trong video để nắm bắt được vận trình của mình quý vị nhé. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người sinh vào năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ, đất trên vách. Thiên định, người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo, nhiều thứ và trí thú, họ biết quan tâm đến người khác, khi trẻ của cải chưa có nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái người nào thì họ được người đó đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm, họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Bước sang tháng 8 âm lịch năm 2022, người tuổi Tý sinh năm 1960 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên nếu dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ bên ngoài. Giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành hay làm các công việc tay chân, vận trình máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về thiên can, canh dương kim gặp kỷ âm thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ Canh Tý trong tháng này, cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc làm ăn của gia chủ gặp nhiều vất vả và trở ngại trong giai đoạn đầu năm 2020. Vì thế làm gì, dù lớn hay nhỏ cũng cần phải hết sức cẩn thận, làm việc có thứ tự trước sau, tránh vì rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng còn dính tới công quyền, pháp luật. Trong tháng, sẽ có những thời điểm vận xui liên tục kéo đến khiến bạn không biết xoay sở ra sao. Bản thân bị hung tinh xung phá, lại ít vận quý nhân thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc, bất ổn về cảm xúc. Lại thêm sự cố chấp và cảm xúc nóng nảy khiến mệnh chủ dễ phạm sai lầm, làm việc gì cũng khó đạt kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén, không được giải phóng một cách hiệu quả. Bạn cũng cần chú ý tháng này có người luôn đố kỵ với bạn, gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tháng này cho thấy rằng tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát, dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, gia chủ cố chấp bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Năm 2022 không thích hợp để cho những người tuổi Canh Tý đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là các hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ dù làm bất kỳ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè, nếu không bạn sẽ bị mất tiền. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân,
Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3. Về mặt sức khỏe. Trong tháng 8 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Canh Tý khá tốt, tuy nhiên bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong năm 2022 không suôn sẻ như mong đợi, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Bản mệnh khá thụ động trong tình cảm, dễ vấp phải những khúc mắc tranh cãi do sự bốc đồng và bảo thủ của mình. Chính thái độ của bạn đang khiến người kia cảm thấy khó hiểu và khó thông cảm. Không khí gia đình vì vậy mà luôn trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ sao cho phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bạn đời, con cháu trước khi quyết định một vấn đề nào đó để gia đạo luôn ấm êm và đồng lòng. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sử và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 8 âm lịch này cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp mậu ngọ, có nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp canh ngọ, có nạp âm lộ bàng thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Sửu, có nạp âm Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm Sản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của tất cả các quý vị gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Canh Tý trong tháng 8 âm lịch này sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm chuông thông báo và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.